đây đây cả nhà, đây là cái chảo cơm khô ngào đường của miền Nam nè, có mấy miếng gừng vô ăn nó cay cay, nó the the cũng ngon lắm. Bây giờ nó còn nóng á các bạn, bạn còn nghe giòn như vậy, giòn xốp như vậy á, một hồi nó nguội lại hả, rồi giòn xốp hơn nữa. À, đây các bạn, đây là cơm khô của mình nha. Thì bên này thì đâu có nắng đâu mà phơi, thì mình đã sấy cơm khô này bằng lò nướng nha. À, cơm á mình xếp ra một cái mâm á, mình tràn nó mỏng ra, xong rồi mình đưa vô lò nướng, mình bật 50 thôi, 50 độ C thì mình để đó vài tiếng đồng hồ là nó khô. À, đầu tiên thì mình lấy cái chảo to sau lòng này nè, rồi mình mở lửa lên nha. Mình để lửa lên, mình để cho cái chảo này nè nó nóng, xong xuôi mình đổ dầu vô. Chảo nó nóng rồi đó thì đây mình sẽ cho dầu vô. Mình lấy cái dầu chiên bình thường nữa nha, nhưng mà phải lấy dầu sạch, đừng lấy cái dầu mình đã xài qua rồi. À, chiên cái cơm khô này là quan trọng là mình phải để cho dầu nó thật là nóng rồi mình mới bỏ cơm vô. Ở bên đây thì mình đã có chuẩn bị một cái rổ sẵn nè, để khi mình chiên cơm xong nó vừa phồng lên cái mình vớt ra mình để qua bên này ha. Mình phải để lửa nó nóng già thiệt già rồi sau đó mình mới đổ cơm khô lên. Lửa chưa đủ nóng mà mình đổ cơm vô á, nó không có phồng lên, nó sẽ bị chai, cơm nó không có được giòn xốp mà nó cứng khó ăn. Bây giờ thì mình sẽ bỏ cơm khô lên nha, bỏ chiên từng chút thôi cho nó chắc. Mina chiên cơm khô xong rồi cả nhà, Mina vẫn lấy cái chảo này để Mina ngào đường nha. Thì cái chảo này sau khi đổ dầu ra thì Mina sẽ lấy giấy bếp á, giấy ăn á, mình lau sơ nó qua. Đây, lau sơ nó qua cho nó sạch sẽ. Sau khi lau sạch sẽ rồi thì mình sẽ mở lò lại và đổ vô trong này á là 150g đường, 100ml nước nha. Rồi mình cho thêm một chút xíu muối nữa,
ở đây miền Nam cũng có gừng nè, miền Nam cũng bỏ thêm một chút xíu gừng vô cho nó có nó the the ngon. Giờ thì nước đường nó cũng kẹo lại rồi nè cả nhà. Mình đừng có để nó cạn quá nha, hoặc là đừng có để nó sắc lại quá. Nhớ là để nó thêm vừa đủ nước. Khi mình thử dòng chảy, thấy dòng chảy nó hơi keo keo lại được rồi. Và bây giờ thì mình sẽ đổ cơm khô vô nha. Bây giờ mình tắt lửa luôn cả nhà. Giờ nó khô rồi. Hấp dẫn chưa? Giòn rụm luôn. Ở đây á, mình có mấy miếng gừng này, nó nhìn nó có vẻ hơi bị già đúng không mọi người? Tại vì hôm nay nổi hứng làm thôi chứ cũng không có mua chuẩn bị, thì kiếm ở trong tủ lạnh thì nó còn lại một cái củ gừng nhỏ, thì chắc không biết là mua từ đời nào. Giờ lấy ra là kệ nó già cũng sao, tự nhiên mình thì nói chung là chỉ lấy cái mùi nó thôi chứ ăn gừng thì cũng ăn không được, gừng cay lắm nhưng mà ngon lắm á mọi người ơi. Cái món này nè, mình nhớ hồi ở Việt Nam á, má mình hay làm cho mình ăn lắm. Tự Việt Nam mà có cơm nguội cơm gì đó là đem ra phơi, có nắng nhiều quá phơi chừng ngày hai ngày là có cơm khô trộn gừng với đường ăn rồi. Hôm nào trời đẹp á, các bạn nấu cơm nó hơi bị nhiều tí xíu, phải không? Mà để tới ngày mai thì sợ nó hư, nó thiêu, đổ, uổng. Đó, bây giờ như mì nè nè, mình cứ rải nó ra một cái mâm lớn, đem vô trong lò, bật lò ở 50 độ C. Mình để chừng vài tiếng đồng hồ, là cơm nó khô. Còn bạn nào muốn nhanh hơn nữa thì tăng lên 70-80 độ, nhưng mà các bạn phải canh nha. Tại vì mình để lâu quá thì cơm nó không có khô mà nó khét, nó vàng cháy hết. Uổng. Cái món này là mình nhớ tuổi thơ Việt Nam này. Má mình đó làm món này ngon lắm luôn đó mọi người ơi. Mấy món này mình toàn học từ má mình không thôi. Bây giờ thì mọi người có cái cách giải quyết cơm nguội rồi đúng không? Trở thành một món ăn vặt rất là ngon.